kỷ niệm 108 năm ngày quốc tế phụ nữ và 178 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày tôn vinh trẻ em phụ nữ chúng ta. Và chiếc áo dài là trang phục không thể thiếu của trẻ em, là niềm kiêu hãnh, biểu tượng trang phục của phụ nữ Việt Nam, mang lại sự kín đáo mà không kém phần gợi cảm. Đã tiến vào sân khấu là phần trình diễn của hai chị Nguyễn Thị Bích Phương và chị Cao Thị Ngọc Triều trong trang phục áo dài truyền thống. Vâng, cảm ơn tất cả các đại biểu. Lịch sử là một dòng chảy không ngừng, trong dòng chảy của thời gian đó, vạn vật không ngừng biến chuyển, lớp thế hệ con cháu Phước Mỹ tiếp tục kế tục nhau tồn tại và phấn đấu. Hôm nay sau hơn 20 năm Đà Nẵng trực thuộc Trung ương cùng với sự đổi thay của thành phố và quận Sơn Trà, phường Phước Mỹ chúng tôi có những bước phát triển ấn tượng về cảnh quan đô thị, cơ cấu kinh tế, dân cư, là một trong những phường phát triển năng động nhất của quận Sơn Trà. Điểm nhấn về phát triển du lịch là du lịch dịch vụ là bãi biển Mỹ Khê, từng được tạp chí Forbes, tạp chí kinh tế hàng đầu của Mỹ, bình chọn là 106 bãi biển đẹp nhất hành tinh. Tất cả yếu tố đã và đang góp phần làm thay đổi hoàn thiện diện mạo và hình ảnh của phường Phước Mỹ. Và vào sự thay đổi kỳ diệu đó, hội viên Hội Liên hợp Phụ nữ phường Phước Mỹ chúng tôi toát lên trên mình những tà áo dài duyên dáng, những bộ công sở trẻ trung năng động để chào đón du khách dần xa. Và quý vị đại biểu, chúng ta đang được theo dõi phần trình diễn của hai chị Trần Thị Kim Oanh và Lý Hân Hoa trong trang phục thời trang công sở. Một sự kết hợp nhẹ nhàng giữa chân váy bút chỉ đen và áo sơ mi trắng tạo nên nét đẹp thân thiện. Và đây là phần trình diễn của hai chị Thanh Tuyền và Thảo Vy trong trang phục dạo hội. Khi khoác lên mình những chiếc đầm dạo hội, chị em chúng ta trở nên sang trọng, quý phái với vẻ đẹp quyến rũ hơn bao giờ hết. Lên trên vẻ đẹp người phụ nữ đều tôn vinh sự trang trọng và quý phái, có phải không ạ? Chúc trẻ em có một ngày 8 tháng 3 thật vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào bạn, xin cảm ơn rất là nhiều ạ.